Đào lị để bán này. Người ta phải biết được cái khu mồ hôn có chứ. Vừa cắm vào đấy. Đúng cứ thế nào. Mình thấy họ đau. Tôi nghĩ là tôi chờ đến chiều mà không đào được con lợn nhỉ. Hay là chỗ đấy là phân bón của con cây mía. Không, cứ thân khác chứ. Phân khác. Đào tung hết rồi. Em ơi. Có mối này. Ăn chưa thì mẹ bọn là dám bắt lên rồi. Ba có lừa một con hay nhỉ? Bắt mồm vậy, bắt trong ao. Đặt rộng nha. Bảo mình không đúng chuyên môn làm có làm gì có gì lắm. Không phải chuyên môn đúng không? Ừ, phải. Đúng rồi đây, thùng ăn đúng không? Ăn chứ còn đéo gì nữa. Ngọc lắm thịt mới ăn, mấy năm nay đéo cầm cuốc. Đấy rộng nha. Mua bán được nhỉ? Đấy, ốc ăn còn từ từ đi. Giá là gần đấy rồi. Từ đấy. Này tao tiếp. Nhào quá này. Lâu lắm đéo cầm cuốc. Cầm cuốc đúng hơn phải có chuyên môn rồi đấy nhỉ? Đéo luôn. Hắn mà đéo đi lại có thể đi lại như đây đúng không? Con nó đi gớm nhá. Đào điên điên. Nhanh lắm mà. Đào điên điên. Đó, đó, rồi để cho nó quay. Đó, nó sụt nó thấy không? Thấy đâu rồi?
Ui. Con này là đang nhỏ ạ. Nhỏ lắm. Con này đang nhỏ ạ. Để to. Cứt lên đây chị, đúng không? Ôi dồi ôi mà. Cô đây. Rồi đấy. Dồi. Đấy luôn rồi. Dồi. Chết luôn à? Này xe giảm chết rồi. Xe chặn chết luôn. Có khi lỗi bên này quản hay nha? Không phải. Quản này. Đó, cứ đây chứ. Ú, đưa, 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 đưa. Con này ở gần nhờ. Ú, lõi nhìn. Để cho nằm nữa ra. Đó, rồi, đó. Đó, ăn cựu vùng váy hết ạ. Đó. Đó. To rồi. To quá nhỉ. Con bị ăn mới béo mà. Bọn giá trị con này tìm. Chị ở con này anh Đảo này. Con này đó. Con này anh Đảo. Lấy mù. Có lỗ hai con chứ không chứ hỏi đào chứ. Nào có cần vứt một con vào đấy nữa không? Ừ. Còn to quá. Nhưng con cái. Cái thường thường to. Cái to hơn con đực. Hai lỗ đó. Chắc phải đợi cái đó. Chắc không. Mất mày. Không qua, không có một lỗ đây rồi. Ngư vần quạt. Đâu hả? Anh nhờ. Ngoái bằng được con đi anh ạ. Đây rồi. À, lại đó hả? Không mất, chạy. Ôi trời ơi, trời ơi. 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 Hai con. Một con. Tổ hay gì kia tổ anh nhỉ? Có gì có là con hệ to rồi. Khơi thằng đến đào được không? Cả cho nó rồi. Nó muốn ăn đây nè. Hai cân lợi mà đổi con gà 3 cân hộ. Không biết đúng rồi. À, này con đùi đủ gà trọi đấy, không có đủ gà vớ vẩn. Không nhưng mà vẩn. Anh Đảo ơi đây. Đảo đi. Đây đây đây. Đây đúng không? Ừ. Ủa trong đó. Ai biết mà mình nhỉ? Ừ, nhà ở vô có mà. Tao cũng chuyển nghề luôn đó. Wow.
hơi khó đổi này nào. Được. Cái điện dễ chết lắm. Nhá. Có cái điện dễ chết lắm. Đéo phải hả? Hả? Dạ phải. Không phải. Không phải. Không có lộ ăn đâu. Không ăn đâu. Ờ, cái nước thì nó ăn đi. Nó cứ lên đó chứ. Như con này lỗ. Lỗ gì mà lỗ, còn to như cái con lươn nữa. Lỗ à, anh động chưa mà anh biết to quá. Lỗ như thế này. Đi mà nhổ à? Nhổ chứ mà nhổ. À, đúng rồi đó. Đây đây. Đúng rồi đó. Nhưng mà đây nó hơi cứng này. Qua đây. Ra đây nào. Ừ. Đánh nó đi chút. Đội hôm trước nó đào lúc quá mà. Là mình thấy đây có con mà không biết ba chị ở tổ mô này. Quên mất rồi. Đừng... Anh đi bên tìm lỗ à? Tìm có thấy không? Để bỏ nến đào rồi. Thì có một con ít thôi, giỏi lắm. Giờ mình thoát lại hơi khó. Nhà. Tìm vẫn đang còn ở này. Không có cái gì đồ, không có cái gì cả. Được lạnh làm chi mà. Bởi vì cái muối anh đang là ngon lắm. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Nay làm món gà nướng luôn nha. Anh Tuân. Thank you.
Đấy, các vị mà nhìn thấy thì sướng thôi. Con này vì hắn là màu trắng. À? Hoặc là phải có than để đun làm mì là nước thịt chuyên là có than không? Quần Hải vợ ông Quân hôm qua chiều Dương bảo anh đẻ tiếp đi. Rồi, anh Dương bảo hơi dài dài vợ anh mà đẻ tiếp là ra con trai béo là bảo chứ không em không đẻ, bảo em đẻ tiếp ra con gái bảo gửi nhưng ra con trai gái thì anh nuôi chứ không kêu Hải à anh nhở. Nhưng mà cái này đúng mà ăn nóng thì ngon. Vâng. Nóng mới ngon. Đúng rồi. Anh điện coi. Lời. Dạo này hắn cũng thích uống. Điện em nói cho. Lúc tối cũng ngồi uống